Thêm một lần nữa, những người dân đang bị bơm đạn của nước Nga dội tới. Và những quả tiễn bắn vô trong những khu nhà của dân. Đây là nằm về hướng Bắc ở bên Ukraine. Theo những người emergency nói cho biết, ít nhất là có 30 người đã bị chết đây là cái camera trên xe quay được. Nhìn thấy rất là nhiều quả tiễn bắn vô trong một khu nhà. Bây giờ trong thành phố, nhìn thấy nhiều chỗ bị thả bom hư hại. Bị hư hại dài, cả mau, nhiều thành phố khác nhau

Liên tiếp bên nước Nga bắn vô nhiều chỗ khác nhau trong thành phố. Trong lúc này, nước Nga đã chiếm lấy thành phố Kherson. Nga đang chiếm gần tới bên Mariupol. Today, President Putin did acknowledge Russian military is taking casualties and Ngày hôm nay, ông Putin, ổng lên đài, ổng chấp nhận là lính tráng của Nga cũng có bị hư hại và chết vì chuyện này. Và ổng hứa sẽ cho 50.000 đồng cho mỗi cái người lính đã bị chết. Đây là cái hình ảnh chiếu ở trên đài TV của Ukraine một người lính của Nga được người dân ở đây cho trà để uống. Và anh ta khóc là tại vì anh ta đang gọi điện thoại để nói chuyện với má của mình. Ngày hôm nay, Ukraine đang tìm cách kêu thế giới giúp đỡ và ngày hôm nay ông tổng thống bên ukraine à nói chuyện thẳng với ông putin ông tổng thống ukraine nói tôi nghĩ là tôi phải cần nói chuyện với ông putin thế giới phải cần nói chuyện với ông putin there are no ways to stop this war. không có cách nào để ngừng lại về cái chiến tranh hết á cho nên tôi phải bắt buộc phải nói chuyện với ông putin vào buổi tối ngày hôm nay ở ngay trung tâm thành phố họ đang sửa soạn sửa soạn cho một cái đêm mà thả bom liên tục xuống nữa những người mẹ có thai ngày hôm nay ở dưới những chỗ basement, basement đây là nhà thương trung tâm thành phố Tôi sống trong cái thời đại này. Tôi không bao giờ tưởng tượng là có chiến tranh xảy ra. Một thành phố, một tuần trước thành phố được yên bình, không có chuyện gì xảy ra hết. Ngày hôm nay chào đón những mạng sống mới và không biết cái tương lai nó sẽ trở thành như thế nào.